em bỏ vô đây. Cả nhà ơi, hôm nay mình làm cái món khai vị hải sản. Cái món này á, nhà cả nhà có tiệc đó, cả nhà làm cho người thân mình dùng là một món khai vị. Hoặc là cả nhà đơn giản cuối tuần làm gia đình ăn nha. Thực ra cái này rất là dễ làm mà ai cũng làm rồi. Nhưng mà em đặt cái tên cho nó kêu kêu chút, cả nhà tưởng món lạ cho đây là món cũ xưa rồi diễm. Nhưng mà em biến tấu một chút xíu. Khai vị hải sản như cả nhà. Rồi để làm món khai vị hải sản em có càng cua. Hello. Hello chị Thu Nga ơi, không có đâu. Mình phải đánh son và sản phẩm đẹp mới đẹp à. Em mà đẹp gì? Nói em dễ thương thì ok, tại tính em dễ thương đúng không? Trời ơi, hôm nay tự nói mình dễ thương luôn. Dạ chị Kiều Vương ơi, gọi công ty của em nha. 408-217-0755. Chút xíu em thắc chị cái số phone của em. Rồi cả nhà, khai vị hải sản chẳng qua là cái món bánh mì nướng tôm cua mà em biến tấu một chút xíu. Cách đây cũng hơn 10 năm em làm cái món bánh mì nướng tôm cua ở một website mà em vô chơi để học nấu ăn. Rồi sau đó là lên luôn cái phong trào là bánh mì nướng tôm cua, rồi biến tấu theo mỗi một anh chị là một cái sáng kiến khác nhau và rất là giỏi. Có nhiều anh chị làm bánh mì nướng tôm cua ngon và đẹp lắm. Vậy hả anh? Tốt anh ha. Thì cái bánh mì nướng tôm cua, cảm ơn Lana, của em đó, thì thay vì có thịt cua, đúng không ạ? Em cho thêm cái càng cua nữa, em làm cao cấp hơn chút xíu nha. Cái càng cua này cả nhà mua trong, không biết trong Costco có không ta đó. Rồi đây em có thịt cua em mua trong Costco, rất là ngon nha. Rồi em có tôm tươi bằm nhuyễn nha. Nhưng mà nãy bà vú bà rửa bằng nước nóng cho nên tôm nó chuyển màu, không sao, mình dùng liền. Em có hành tây cắt hạt lựu, ớt beo đỏ cắt hạt lựu và hành lá thái nhuyễn. Em có sốt mane. Cái sốt mane này ở nơi nào cũng có bán cả. Em có sour cream nha. Nếu cả nhà không có một trong hai cũng được. Càng cua thì em mua ở chỗ wholesale, người ta bỏ cho nhà hàng em đó chị Thu Nga. Còn ở ở ngoài thì em nghĩ các chợ Việt Nam đều có, trong khu Đông Đá ạ. Rồi em có tỏi băm, gọi là khai vị hải sản, chẳng qua là cái món bánh mì nướng tôm cua mình nâng cấp lên một chút xíu cho nó sang. Vậy thôi à nha. Càng cua. Rồi em có tiêu, em có bánh mì. Cả nhà có thể dùng bánh mì ổ Việt Nam, hoặc là cả nhà dùng bánh mì baguette. Em có bánh mì này em dùng cũng ngon chán nha. Bánh mì loại nào cũng được hết. Hello Nguồn Nhung, hello chị Linda Oanh Vũ. Cả nhà ơi, bánh mì loại nào cũng được. Và cái bánh mì này nè, mua trong Costco, để Xuân Hồng làm bữa ăn trưa cho con gái Xuân Hồng đem đi học ăn đó. Mình kẹp thêm với cheese vô đó, thì nó nhiều quá, Xuân Hồng đem ra làm cái món này cũng được luôn. Tiony, em kiếm không ra hả? Em coi mấy cái chợ trong khu Đông Đá có không em cưng? Rồi, bánh mì loại nào cũng được nha. Rồi, bây giờ mình bắt tay vô nè. Honey, cầm máy giùm em với. Phải ngọt ngào với anh đẹp trai mới cầm máy cho mình được. Ok, cả nhà. Xong rồi, em đã giới thiệu những cái vật liệu. À, em có bơ nữa nha cả nhà nha. Có bơ. Rồi, bây giờ việc đầu tiên hết thì em đi qua bên kia em xào tôm. Em phi chút xíu tỏi băm cho nó thơm lên. Anh cao lên chút, anh cứ qua từ dưới lên trên không nhé. Anh dìm hàng em quá, anh đứng lên. Dơ cái máy cao lên chút. Sao tích thấy đồ ăn luôn? Hả? Vậy để thấy biết, rồi không? Biết, nhưng mà khi anh dùm lại, anh dùm anh lại. Rồi. Tại anh coi em thấy em không có đẹp. Ông xã dìm hàng Xuân Hồng quá, quay tự nhiên vô tay ông xã quay, em thấy em coi là em thấy em xấu à. Mặc dù không phải là đẹp nhưng mà áp lực cho em đẹp hơn một chút được không? Cả nhà, ok, bây giờ là tôm bằm. Bây giờ Xuân Hồng phi chút xíu tỏi băm, rồi chút Xuân Hồng xào tôm bằm nha. Rồi sau đó mình qua mình sẽ làm những cái vật liệu khác. Nhưng mà nói thiệt thôi, tôm bằm mình xào sau cũng được. Ok, giờ mình làm luôn đi. Nhưng mà em cần xào tôm bằm để cho nó nguội. Ok, rồi bây giờ bên này cho Xuân Hồng mở cái lò, bên kia Xuân Hồng mở khui cái thịt cua
cái hũ thịt cua. Nếu cả nhà không có cái hũ này, cả nhà có thể mua cua tươi về hấp, còn lấy thịt ra càng ngon bạo nữa nha, còn ngon nhiều nữa. Đây, đó, cả nhà thấy cái lon thịt cua này mua trong Costco rất là ngon luôn nha. Rồi sẽ hồng khui ra. Đó, trong này nó cả nhà thấy toàn là thịt cua thôi, rất là ngon nha. Rồi bây giờ Xuân Hồng bên này có sour cream nữa nha, cả nhà cho sour cream chút xíu vô nó ngon hơn là mình dùng mayonnaise không. Dùng mayonnaise không nó rất là béo, nó ngán. Ok, rất là dễ làm. Bên này Xuân Hồng có bơ, nửa cây bơ này của cả nhà. Xuân Hồng mới bỏ giấy đi và bỏ vô microwave cho nó tan ra. Anh cười gì đó? Lana hỏi. Lana nói gì? Anh quay phim chị tàn gì vậy chị? À, tên gì vậy chị? Anh quay phim tên gì hả? Ok, no. Nửa cây bơ Xuân Hồng bỏ microwave đi cả nhà nha. Cho đẩy ra. Rồi bên này lửa nóng Xuân Hồng bật sẵn rồi cho nó nhanh. Rồi đi kiếm cái tô để mình trộn. Đó, đúng chưa? Bơ cháy chưa? Rồi cho nó bơ cháy đi. Bây giờ tính mình cho cái xào cái thịt tôm cho nó chín trước đi nha. Rồi hộp cua ở trong khu nào vậy? Không có cua, cua nào chứ? Ở trong đó mỗi Costco người ta để một cái khu vực khác nhau, làm sao Xuân Hồng biết? Vô trong đó mình hỏi, mình hỏi cái người nào làm trong đó đó. Cái này đồ lạnh thôi, cái này đồ lạnh thôi. À không, không phải đông đá đâu bạn, người ta để ngoài. Không phải đông đá nhưng mà đồ lạnh đó, trong. Đúng rồi, đúng rồi, phải giữ lạnh chứ nó hư. Vậy trong sao không khu mà tủ lạnh á. Mỗi một Costco ta để một khu vực khác nhau. Chảo nóng cho tí xíu dầu ăn rồi khoảng 100 tỏi băm cả nhà. Phải có tỏi băm cá cơm cả nhà ơi. Rồi anh qua bên này quay lại ha. Một là anh quay luôn em với cảnh toàn cảnh, hai là anh quay gương bên này. Đừng có nửa nửa đứt mặt nửa hoặc em ngoài. Rồi cả nhà ơi, xi tỏi cho nó thơm rồi cả nhà cho tôm vô. Đó, lúc này anh tương in vô nè. Cho tôm vô xào nha cả nhà. Và đặc biệt cái món này tại vì cái sốt mane, cái sốt sour cream và thịt cua, thịt tôm nó đã có vị mặn sẵn của đồ biển rồi, cho nên mình không có nêm đậm quá như cả nhà nha. Cẩn thận trong cái vấn đề nêm. Đó, tôm mình bỏ chỉ lưng, mình bỏ đuôi, bỏ vỏ, mình cắt hạt luộc. Món này món gì? Một số người vô kẹo. Khai vị hải sản chứ không có ghi sẵn trên đó đó cả nhà. Đọc giùm em với. Cả nhà ơi, đọc giùm em với, em có ghi rõ ràng cái tên gì, món ăn gì luôn đó. Khai vị hải sản nha, tôm nè, cắt hạt lựu nè, xi tỏi thơm xào lên. Rồi bây giờ mình không có nêm quá nhiều gia vị nha cả nhà nha. Là tại vì sao? À, cái thịt tôm và cái thịt cua mình nó đã có vị mặn rồi, cái sốt mane cũng mặn luôn rồi. Mình tuyệt đối không có nêm gia vị nhiều để nó mặn là ăn không được đâu. Cái món khai vị nè, tí tí thì tí muối mà thôi. Trong cái tôm này tí xíu đường, tí xíu. Xin lỗi cả nhà nha, có người đang gọi Xuân Hồng. Rồi giờ xong rồi đó. Rồi cả nhà em tắt lửa nè. Em nhắc lại là cái thịt tôm, thịt cua mình đã có vị mặn mặn của đồ biển rồi. Sốt mane của mình cũng có gia vị, người ta làm nó vừa ăn lắm rồi. Cho nên cả nhà không có nêm muối nhiều. Trong cái tôm này Xuân Hồng chỉ cho vài hạt muối mà thôi. Tí xíu đường cho nó dịu xuống. Rồi Xuân Hồng cho tiêu. Và nhớ phải phi tỏi cho cái tôm mình nó đừng có bị tanh nha. Rồi xong. Xong cái phần tôm này rồi đúng không? Em để đây đi. Rồi bây giờ em qua bên này em bắn bơ. Rồi qua cái này á, cái này á. Thì phải mình nấu ăn mà phải ngu chứ sao? Rồi, bây giờ này cả nhà, càng cua thì người ta đã hấp chín rồi phải không? Đã vả vỏ mình về mình rửa sơ qua để ráo để qua một bên. Cái này em có bơ, đừng có mua nhiều nhất đầu mà ấy thôi, mua chậm từng cảnh một. Cái này là bơ Xuân Hồng đã cho hơi chảy ra, được chưa? Rồi bây giờ Xuân Hồng mới cho bắt đầu mình trộn những cái nhân này ha. Đó.
phòng múc cái tôm vô đây. Tôm mình mới xào xong nè. Múc qua bên qua đó cho cả nhà xem nha. Tôm. Tại vì nó có tỏi đó. Rồi cả nhà. Em có tôm bằm. Tôm thái hạt lựu chứ phải bằm, đã xào với tỏi chút tí, tiêu với đường thôi. Với tí xíu muối thôi ha. Rồi bây giờ đó em mới cho cái hành tây thái hạt lựu. Khoảng một chén nhỏ ăn cơm tôm đã lột vỏ và thái hạt lựu và xào chín như thế này. Thì em cho vô đây khoảng nửa củ hành tây nha. Nửa củ hành tây này bà vú thái nhiều quá, nửa củ hành tây thái hạt lựu. Rồi hành lá khoảng 4-5 tép thái nhuyễn, em cho vô đây luôn. Hành tây bớt lại chút, tại vì nếu mình cho hành tây nhiều quá nó ra nước thì cái món ăn của mình cũng không ngon. Ớt bao đỏ em cho nửa trái cũng thái hạt lựu luôn đó. Trong này là ớt bao đỏ này, hành tây thái hạt lựu, hành lá thái nhuyễn nè, tôm thái hạt lựu và xào với tỏi và tí xíu gia vị thôi nè. Đó, cả nhà thấy màu sắc đẹp không? Rồi bây giờ em cho thịt cua. Thịt cua này cũng là chín rồi đúng không? Cho nên là tất cả những vật liệu này đã chín rồi, cho nên mình nướng không cần quá lâu nha cả nhà. Và thịt cua cả nhà thích thì có thể làm cho nó nhuyễn nhuyễn nhỏ nhỏ ra, còn không thì mình để miếng lớn lớn như thế này cũng được. Đó. Ngon quá. Thì mình dùng nửa hũ thịt cua thôi nha cả nhà nha. Một chén tôm thì mình dùng nửa hũ thịt cua thôi. Đó, ở phía trên tại vì nó ráo rồi cho nên mình phải, còn nếu mà ở dưới, cả nhà dùng ở dưới là phải vắt bớt nước đi nha, cho nó khỏi bị nước đọng ở trong này. Rồi, xong rồi phải không? Dần đều lên, hấp dẫn không? Cua nè, tôm nè, bêu đỏ nè, hành lá nè, hành tây thái hạt lựu nè. Rồi, bây giờ xin Hồng mới bắt đầu cho sốt vô. Dùng cái muỗng ăn cơm đông nha. Một chén ăn cơm nhỏ, tôm thái hạt lựu xào chín, nửa hũ hoặc là khoảng là gần một chén ăn cơm thịt cua luôn á nha. Rồi ớt bêu đỏ nửa trái thái hạt lựu, hành tây nửa trái thái hạt lựu, hành lá 4-5 lát thái nhuyễn. Rồi bây giờ Xuân Hồng mới cho bơ. Bơ thì quý vị dùng cả nhà dùng 1-2 muỗng canh. Cái món ăn này ăn vô sẽ rất là ốm cả nhà ơi, tại bơ mane với lại sao cream. Rồi 2 muỗng canh bơ hơi chảy cho vô đây luôn. Bên này Xuân Hồng có sốt mane. Thì với liều lượng như thế này Xuân Hồng sẽ nhắm chừng. Nè, 1 muỗng vuông đầy. 2 muỗng vuông đầy, đúng không? Múc đầy vàng như thế này. 3. 4. Đó, 4 muỗng canh đầy vuông sốt mane thì em cho 1 muỗng canh đầy vuông sao cream. Còn nếu cả nhà không thích cái sốt này không cho vô cũng được nha, không thích cái kem này không cho vô cũng được. Nhưng mà em cho vô ăn nó thanh hơn. Một muỗng canh đầy, tức là 1/4. Một phần sour cream thì 4 phần sốt mane. Đó. Món này ăn ốm lắm cả nhà, ai ốm nên ăn nha. Các người muốn coi cái hũ này. Ồ, cái này mua trong Costco, rất là ngon. Em tưởng cả nhà biết cái này nhiều chứ. Chicken and sea crab. Dạ, yeah, cái thịt cua rất ngon cả nhà ơi, bán trong Costco. Em tự cả nhà biết nhiều cái này. Ok, rồi bây giờ cả nhà chưa biết thì em chỉ cho biết đó. Rồi bây giờ em nói lại nè. Một chén ăn cơm tôm băm nhuyễn đúng không? Rồi một chén ăn cơm thịt cua đúng không? Cả nhà có thịt cua này còn không, mua cua tươi về gỡ thịt càng ngon nữa, hấp chín lên. Rồi cái cả nhà tôm thì xào với tỏi với gia vị cho thơm, em nhớ đừng có cho muối nhiều. Rồi cả nhà có vào đây là ớt bêu đỏ ha, hành tây ha, hành lá nha. Rồi sốt mane 4 muỗng đầy vung ha. 1 muỗng sao cream ha, 2 muỗng canh bơ ha. Trời ơi, chết rồi, ngon quá. Em xỉu. Tiêu. Tiêu khá một chút xíu nha cả nhà, em để xuất đây. Tiêu khá một chút nó mới ngon nha, tiêu tươi như này mình xay ra nè. Khoảng 1 muỗng cà phê tiêu. Cho khá nhiều tiêu, tại vì có tiêu thì nó mới thơm, hải sản mà. Trộn đều lên.
đừng đều lên. Trời ơi ngon quá, thơm dễ sợ. Rồi dẹp hai cái này ra. Gần Tết rồi mà chị chia sẻ món này, hu hu em đang đấy. Không sao đâu em ơi, chị nói rồi ăn everything món này ốm free. Chị nói rồi ăn cái món này rất là ốm. Rồi bây giờ cả nhà ơi bắt tay thôi. Là đây bánh mì, bánh mì nè cả nhà. Nếu mà bánh mì ổ hay là bánh mì baguette thì cả nhà thái miếng xéo như thế này, không mỏng cũng không dày. Có người ở Iraq. Ồ vậy đó hả? Oh, wow, ở tuốt bên đó luôn hả? Tinh Nguyễn. Thương không? Bây giờ mấy giờ rồi Iraq ơi? Tinh Nguyễn. Đó, bánh mì Việt Nam thì cắt lát ra, bánh mì baguette cũng cắt lát ra như thế này. Để đỡ đi đi. Còn cái bánh mì này nó Hằng mua Costco làm cho con mình đi đi học ăn, nó rất là ngon. Thì cả nhà nhiều quá mình con không hết thì mình có thể nè thái ra, cắt ra làm hai theo chiều dọc ha. Rồi cái này mình được một ổ, một cái mình được làm bốn luôn. Mình thái theo như thế này. Đó là coi như mình được bốn miếng luôn nha cả nhà. Và to nhỏ tùy theo ý thích mình. Nếu mà to đó thì người ta ăn từ từ, còn nhỏ thì người ta ăn một hai miếng là hết đó. Như bánh mì này cũng Costco luôn. Bánh mì này cũng Costco nè, em mua Costco nè, rất là ngon nè. Này cắt làm hai nè cả nhà, theo cái chiều dọc. Rồi mới đầu cho nó úp xuống rồi mình cắt theo cái chiều này. Và cái bánh mì này ngon lắm cả nhà ơi. Cả nhà mua cho ham, cheese, trứng chiên, xà lách rồi cho con em mình ăn. Này cả nhà. Rồi, giờ em làm nha. Rồi, lò nướng thì em đã vặn lên là 375 độ. Nướng rồi. Đây, cái lò nó nóng lên rồi, nó cháy rồi. Nó đang nóng rực rực trong đó đó. Rồi, bây giờ em này cả nhà. Nhìn nha. Nhìn đây ha. Rồi. Em mới lấy cái muỗng. Em múc một cái muỗng nhân. Trong này có thịt cua, thịt tôm, bèo xanh, bèo đỏ, rồi hành tây, rồi tiêu, rồi hành lá, rồi sốt mane, sa cream, rồi tiêu. Ôi trời ơi, nó ngon quá. Mà cái này mình ăn được luôn rồi nè cả nhà. Chưa nướng mình ăn được luôn là tại vì sao? Thịt cua cũng chín rồi, tôm cũng chín rồi, hành tây với lại ớt bèo, ai mà không ăn sống được đúng không? Nhưng mà mình đi đút lò nha, mình đi đút lò cho nó nóng rực lên và cái bánh mì nó giòn là ăn rất là ngon. Cả nhà thích, thích thì có thể là mặc dù bơ kia mình bỏ rồi, nhưng mà cả nhà có thể là cho tí xíu bơ trên cái mặt của bánh mì để làm chi khi mà mình nướng nó thơm nức mũi lên nha. Rồi cho lên này cả nhà. Đó, nhiều ít tùy theo ý thích mình thôi nha. Cho cái nhân lên. Đó, chén nó ra cho nhìn nó hấp dẫn. Còn nếu muốn ăn ít nhân thì cho ít thôi, chúng tôi nó hao. Trời ơi, thịt cua mắc lắm mà, tôm cũng mắc, hải sản mà. Món này cả nhà khai vị. Giống món bánh mì nướng chả cá hôm trước. Đúng, tựa như vậy mà cái nhân nó khác thôi. Này cả nhà, bánh mì quét chút xíu bơ, chét cái nhân lên. Rồi, chưa hết đâu. Càng cua. Ôi trời ơi, đây, em cho mỗi miếng là một cái càng cua. Trời, ai ăn là ngon mà xỉu luôn á. Cho bên này cho cái chiều nó đẹp. Đó, cả nhà thấy không? Cho bên này. Rồi cả nhà mới đi nướng. 375 độ, cả nhà nướng 15 phút hoặc là 10 phút tùy theo ý thích quý vị. Khi mà cả nhà nướng, cả nhà thấy cái bánh mì mình nó xém cạnh nó vàng vàng là được rồi, mà thơm nức mũi là được rồi. Là tại vì sao? Tất cả vật liệu trong cái nhân mình đã chín rồi, càng cua cũng chín. Bây giờ chỉ cần nóng và bánh mì giòn là mình ăn được thôi nha. Rồi tiếp tục. Cả nhà dùng bánh mì này hay bánh mì Việt Nam cũng được. Rồi em quét chút bơ cho nó thơm đi. Lỡ rồi, sợ gì nữa. Tất cả sốt đều là những vật liệu làm cho mình ốm rồi, giờ sợ gì nữa. Múc nhân bỏ vô. Chét lên. Không nổi xà láng. Xà láng sáng dậy sớm. Má dậy không nổi. Ăn ngon như vậy sao dậy nổi. Đã dậy còn uống trà xăm của Xuân Hồng. Ăn xăm lát, kẹo xăm, ngủ ngon muốn xỉu luôn. Rồi, cả nhà ơi, coi em chét cái nhân lên ha. Rồi xong cái em để đây, rồi em cắm cái càng cua lên. Đó, ôi trời ơi, chết em. Ôi nãy có quất. Có, quét bơ. Ừ, quét bơ rồi. Này cả nhà. Rồi, em làm thử cái, em làm thử 2-3 lát rồi em làm cái lát ấy nha. Này quét bơ nè. Quét một lớp bơ mỏng thôi cả nhà ơi. Rồi chét cái nhân lên nè. Tôm với cua không ngon quá là chuyện lạ. Mà tôm cả nhà đừng có băm nhuyễn quá nha. Nó thật lũ, nó ăn chúng miếng tôm mới ngon ạ. Rồi mình chét lên nhiều ít tùy theo mình nè. Ăn thua mình hết á. Rồi. Đó.
Rồi khi mà rắc đem ra đĩa cả nhà, còn nóng cả nhà rắc chút xíu hành lá thái nhuyễn lên nha. Rồi quét bơ. Ngon không cả nhà? Chiếc nhân lên. Ngon quá, món này ăn là ghiền đó. Cả nhà làm món khai vị khi nhà mình có tiệc tùng nha. Hay là đơn giản cuối tuần làm cho ông xã ăn. Lâu ăn lần thôi cả nhà. Nãy giờ anh thấy cả nhà cái comment nói là cái này nhìn rất là ngon nhưng mà sợ mập. Trời ơi, lâu lâu ăn lần không sao hết nha. Ăn vô sẽ đẹp ra nữa. Chắc chắn một món ăn ngon mà lâu lâu mình ăn một lần nè thì không có lo nha. Quét miếng bơ mà nó mới ngon. Chứ cả nhà nói mấy món này bây giờ không bơ, không mane này nọ thì làm sao mà ngon. Lâu lâu một lần tiệc tùng mà. Không sao đâu. Rồi, chét lên ha. Bỏ cái cà chua lên. Ôi trời ơi, em xỉu. Đó. Rồi, bây giờ em làm thử cái lát bánh mì Việt Nam cho cả nhà xem. Đó, hoặc là bánh mì baguette cũng được nha cả nhà. Quét một lớp bơ. Bánh mì mà đi với bơ nó rất là hợp, nó thơm. Ừ, dạ, ăn không cũng ngon. Ăn không cũng ngon, cũng chưa nướng ha đi ha. Ừ. Tại vì cua tôm nó ngon, cái sốt nó ngon. Mà cả nhà dùng 4 phần sốt mane và 1 phần sốt sour cream thì nó đỡ ngán hơn là mane không nha. Rồi, đó cái bánh mì Việt Nam cả nhà thấy nè. Hoặc là bánh mì baguette cũng được nha. Em làm hai loại luôn để tí ông xã ăn thử. Nè cả nhà, quét bơ. Một lớp mỏng thôi. Chét nhân lên, tại Xuân Hồng chét nhân hơi nhiều đó. Xuân Hồng tham chứ đúng rồi, đừng có cho nhân nhiều quá nó hao lắm. Nha. Nó hao lắm mà nó cũng thật ra hao thôi chứ còn giờ bộ nó ngán lắm, chứ ít thôi ngán lắm. Thật ra là em sợ hao không. Rồi cả nhà, cái bánh mì Việt Nam. Quét bơ. Nói vậy chứ cũng nhiều lắm đó nha. Nếu mà làm nửa nhân như Xuân Hồng thôi nha, tức là ít nhân lại đó, thì cả nhà làm cả mâm to. Món này làm cho gia đình thưởng thức nha. Nhớ có chút xíu sour cream thì nó thanh hơn, là nó đỡ ngán hơn mình dùng mane không. Rồi càng cua, ôi giời, cái càng cua này đẹp quá. Rồi xong rồi, mình cứ làm, mình cứ thế mình làm cho hết nha. Thôi bây giờ em đi đúc lò 15 phút 375 độ, hoặc là tùy theo cả nhà canh cái lò nướng của mình đến khi nào cái miếng bánh mì nó xém cạnh, nó giòn tan, nó thơm nứt mũi là được rồi. Đẹp không? 375. Hấp dẫn không? 375 độ. Em thử cho 15 phút rồi em tính nha. Tùy theo cái lò nữa cả nhà ơi. Rồi, bây giờ em xong cái món này rồi ha. Em để qua một bên tí em làm tiếp. Bây giờ em có bên này nó kêu em nướng 375 độ. 375 độ mà em nướng 10 phút. À 15 phút. Phải không ta? Hồi nãy em bấm 15 phút. Để em làm thêm thì nữa. Nó rất là nóng hổi rực trong này rồi, thơm nước mũi rồi, nhưng mà em muốn nó vàng một chút xíu, nó giòn chút xíu nữa thì em roi. Tức là nướng lửa trên. Đó, khoảng 3 phút mà thôi. 3 đến 5 phút mà thôi nha cả nhà. Đó, hồi nữa mình thấy không vàng có thể thành 5 phút. Đó, roi là nướng lửa trên. Cho em 3 đến 5 phút đi. Em đi lấy cái dĩa em bày cái bánh mì nướng tôm cua cho cả nhà xem. Thơm quá. Vàng rồi đó. Thậm chí còn hơi ấy nữa chứ. Nhưng mà vậy nó vàng, nó vàng. Có chân trúng, chân trúng rồi. Rồi, ngon quá. Thôi nó cả nhà. Sao vậy? Tự nhiên nó tắt rồi. Này cả nhà. Cả nhà roi 3 phút nha. Em roi 3 phút thì cả nhà nó giòn giòn, nó xém cạnh. Cả nhà không muốn giòn như vậy thì 2 phút thôi. Hoặc là không roi cũng được nữa. Rồi, bây giờ em gấp ra nè. Ngon quá anh ơi. Thơm quá anh ơi. Cả nhà hấp dẫn không, nóng không, không có nóng, ok. Đó, cả nhà thấy mỗi một cái miếng của em là nó có một cái càng cua hấp dẫn không. À, em phải kiếm cái đồ đất đất đũa thì không được. Đó, cả nhà có thể là bớt thời gian nướng giống như em, nếu cả nhà không muốn giòn. Ngon quá. Cái này ơi.
bày lên một mâm. Cái này em làm trong cái dĩa thôi, chứ tưởng tượng cả nhà bày một mâm nó rất là hấp dẫn luôn nha. Mà cái người dùng á, người ta nhìn thấy là người ta thèm chảy nước miếng liền, nhất là nhà mình có tiệc đó. Ok, bây giờ em có chút xíu. Ủa, em tưởng bà kẹp cắt cái lá chứ sao cắt cái cọng vậy trời. Hôm nay 2-3 tép hành lá, cắt cho con cái lá. Cả nhà có thể cho chút hành lá lên, chút tiêu lên nha. Thôi được rồi, khỏi kẹp ơi. Đây, bà vú này. Rồi ok, cho chút hành lá lên ha. Tại vì bà vú lỡ cắt cái cọng, hiểu không? Không hiểu ý Xuân Hồng. Nhưng mà đại khái cả nhà cho chút hành lá lên đó cho nó thơm ha, cắt nhỏ nhỏ nhuyễn nhuyễn lên cho chút hành lá lên. Rồi rắc miếng tiêu nữa. Rắc cho em miếng tiêu ngon không? Ừ. Ngon không? Ừ. Tuyệt vời đúng không? Đó, rắc cái tiêu lên cho ngon cả nhà. Nha, rắc hành lá lên nha. Rồi. Ok, thôi đợi cái vậy đi. Nhưng mà hành lá nha, bà vú em nó cắt lộn là cái hành gốc hành nó không có đẹp, hành lá. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Khai vị hải sản ngon muốn xỉu. Tiêu lên nha. Rồi cả nhà có thể lấy chút ngò, cọng ngò bỏ lên cho nó hấp dẫn. Hello Linda. Vietnamese crab leg pizza. Ok. Tên quá hay. Hello Trúc Lê, ngon lắm. Hello Lana, rất là ngon. Khai vị ngon á. Ông xã mới ăn xong cái càng cua mới dứt một miếng của em rồi. Ngon anh ha. Ông xã ngon quá. Ngon quá. Đây. Khai vị hải sản Xuân Hồng tặng riêng cho cả nhà Facebook để làm ăn với gia đình và người thân của mình.